Hello, chào bạn nhé. Nay trước mắt các bạn mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái toàn cảnh của cái thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng các bạn nha. Hôm nay là buổi chiều đang muộn muộn rồi, mình đây đang từ trên kia xuống thì dừng ở trên mình dừng ở cái mỏm đồi cao cao này, cái đường đi vòng vòng xuống đấy là có cái đường xuống bên dưới này bên dưới kia có đường kia đây và ra đấy sẽ là thị trấn Thông Nông. Đây toàn cảnh thị trấn Thông Nông đấy bạn nhé. Có flycam thì không nói em gì, nhưng mà mình không có flycam thì mình qua đây thì mình quay cái dùng cái điện thoại bình thường này để quay và chia sẻ với các bạn thôi. Bên dưới là có một cái sân bóng đá nhân tạo đấy kìa, một là cái huyện nhỏ thị trấn nhỏ nhưng mà cũng có cái sân bóng nhân tạo nhá. Xung quanh là rẫy ngô các bạn nhá, rẫy ngô. Thị trấn nhiều năm nay thì đã có rất là nhiều cái đường xá rồi và rất là nhiều nhà mọc lên. Nhiều năm về trước thì cái thị trấn này mình cũng qua đây thì nó không được nhiều nhà như bây giờ đâu các bạn ạ. Cái này chính xác cái trung tâm thị trấn thì phải là tận trên kia cơ. Trên nhé. Theo mình được biết thì cái huyện Thông Nông này là một cái huyện dạng giống như là cái nhỏ nhì của tỉnh Cao Bằng này nhá. Tỉnh Cao Bằng này ngoài cái huyện Thông Nông, thị trấn Thông Nông này ra còn có một huyện đó là thị trấn Thanh Nhật của huyện Hà Lang ấy, nó cũng rất là nhỏ, bé đấy. Là huyện nhỏ và đang trên đà phát triển, chậm phát triển so với các huyện khác như là các huyện Hòa An, Quảng Nguyên hay Trùng Khánh thì không thể sánh kịp rồi. Mình chuyển cảnh đi nhé. Giới thiệu với các bạn đây là cái đường đi xã, đây là cái đường đi xã Yên Sơn này, Bình Lãng và Thanh Long của cũng là nằm trong huyện Thông Nông này. Đây là đoạn này đang lên dốc. Còn dưới này là xuống dốc này. Đây xuống dốc. Đấy, thị trấn Thông Nông nhé. Đấy là những hình ảnh ở trên cao, trên đồi cao. Cái này giống như là thấy, chúng ta dường như là thấy toàn cảnh của huyện Thông Nông hết rồi các bạn nhé. Ở cái thị trấn này thấy toàn cảnh hết rồi. Đấy. Xung quanh thì cũng toàn đồi cây đây, xanh mướt, đồi xanh. Rồi cùng mình xuống đi thị trấn, qua thị trấn vòng nhá. Đi các bạn ơi. Say xe quá các bạn ạ. Lúc nãy là chúng ta cùng đứng ở trên cái đỉnh núi kia nhá.
không phải đỉnh đâu mà dứa dứa núi ấy. Bây giờ mình xuống đến đây rồi. Trang còn tầm hơn cây nữa mới đến thị trấn nhá. Vào thị trấn rồi nha, mình đi một vòng nha. Đi từ từ nha. Đi về chợ. Ở trên này là hết thị trấn rồi, mình quay lại nhá, một vòng nữa nhá. Rồi mình đi một vòng nữa nhá, một vòng qua thị trấn Thông Nông nhá. Chợ. Chợ.
thấy là mình vừa qua cái thị trấn Đông Đông rồi, vừa qua đi và quay lại rồi. Cũng còn một đoạn đường nữa nhưng mà mình xin dừng video đây nhá, các bạn đăng ký ủng hộ mình nhá. Thank you, đăng ký, comment và ủng hộ nhé.